Dạ hay không bà con? Dạ, nếu hay bà chọn cho chà pháo tay lớn lên đi bà con ơi. Dạ. Một tiết mục kế tiếp cũng là vô cùng đặc biệt với một trích đoạn Thần Nữ Văn Ngũ Linh Kỳ, tác giả Minh Tơ, với các thành phần nam nữ nghệ sĩ ngôi sao sân khấu Hoàng Đăng Khoa thụ diện trong vai Tiết Ứng Lưu, Sao Nói Ngôi 2018 nữ nghệ sĩ Khái Bảo Ngọc thụ diện trong vai Thần Nữ, và đặc biệt nữ tài danh sân khấu Thanh Hoàng thụ diện trong vai Phan Lê Quê. Xin mời bà con hãy mắt nhìn về sân khấu xem chấp đoạn Thần Nữ Văn Ngũ Linh Kỳ. Trên xóa nhà thương tình dần thương, tha thứ lòng ngọn
nhảy chợt nhảy thành, đánh tung ô lời hát nào ngồi đâu kẻ là cấm khẩu. Dạ, và người biết tôi quyền kẻ đã cùng thần nữ kết duyên và trở về đây. Mong mẹ ơn trên, ơn trên rộng lòng tha thứ. Ổn luôn. Dạ. Có trộm lĩnh cha mấy tròn xá trừ án giác chứ. Dạ. Có trộm lĩnh truyền của mẹ ban ra, con xuất quân ra bãi trụng xa, thắng bại lẽ nào thưa mẹ. Trộm lĩnh nhảy thành, giao chiến cùng ô lời hắc, nào ngồi đâu thua trận là cốc khẩu. Con vì ngộ biến phải tùng quyền và kết duyên cùng thần nữ. Con bảo sao? Con bảo rằng con bị thần nữ nãy duyên dạo. Dạ đúng vậy. Nó đó bảo mẹ rằng thuận giả tồn nghịch y giá dâm. Dạ. Mẹ hỏi lại vậy chắc thần nữ với con nó ép liễu nài duyên, con có bằng lòng không vậy ân luôn? Dạ thưa mẹ, vì con sợ không được gặp mẹ nên con bằng lòng để cho nàng con về để con gặp mẹ đó mẹ. Sao? Dạ. Mẹ
Dạ. Mẹ hỏi con, tội giá thú bất cáo tội ấy thế nào? Dạ thưa mẹ. Tội cãi lệnh nước non tội ấy ra sao? Dạ thưa mẹ. Mẫu thân thương tình tha cho, ứng luôn lầm nàng nào hay chi. Vợ nghe vậy rồi sao bà hiền ngang vậy trời? Dạ đi xin tội cho chồng học.
ông hiền, chồng chưa hết bỏ vợ làm sao? Trời, thấy trên đỉnh sen đang dữ lắm mà nàng. Ha, cái này ai cũng sợ hết. Đừng có la, đừng có ồn, thiếp giật mình, thiếp nói bậy á. Bởi hiền nghe cả trời. Ô là đảo sang vị trí, tha dễ hồi quy, hổ nhập chiến môn, chuốt kì tội trọng. Yeah. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đã nói rồi, nhỏ nhỏ thôi. Coi xem, mới một năm học gặp mà cây ngủ lên cười, tức mi mập theo nữa. Em xin lỗi chị. Cho mượn nữa. Cây ngủ lên kỳ mập dữ trời. Đừng có làm như vậy. Nhỏ nhỏ thôi. Dạ, nhỏ nhỏ. Trời ơi, nàng la ta còn teo cái tim liền đó chị mẹ ta. Gấp dữ lắm mới được như vậy. Dạ, phúng hoàng sang cứ lạnh, thiếp thần nữ tanh danh, thương tiếc lan thọ tội trước công đường, ngủ lên kỳ hiến nạp giá. Mẹ, xây lại lâu lắm, giữ nguyên như vậy đi mà còn xài được mấy mùa. Nhưng bởi còn cái mùa ở Phước Tăng nữa nàng ơi, nàng đừng có đập. Đừng có nói nữa. Nói đập mà sao làm kịp. Bởi thương dọc chẳng quán nhóc nhặt, lòng thương bạn công không dám tiếp ấy mà thôi. Lần thứ ba dầu giả không tha, dưới của Nguyễn sách bài chịu kế. Dạ, cùng thỉnh nguyên nhân chị Phúc, khả văn tiền nữ Trần Ngôn, huỳnh thần bãi mạng viên môn, chính chúc sói gia bà Phúc. Mẹ, mẹ, con dâu chào mẹ kìa mẹ.
dưới tiên nữ trần tổ cho nghe. Thuyết là thính bẩm. Danh xuân thần nữ ai che bao cô đơn.
chúc mai chuyện đầu thôi đành tay lại. Chưa, chưa cha đâu mẹ ơi. Mẹ tha chưa? Mẹ chưa tha. Dạ, mẹ chưa có tha mẹ. Con. Dạ. Con muốn nó phóng xả tội đồ ổng luôn. Con lấy gì chuộc tội? Dạ con lấy ngủ lên kỳ chuộc kỳ tội. Giờ mà mẹ nhớ rồi đó con. Tâu. Dạ. Tương lai mẹ xem. Cầm cái ngủ. Quậy nữa mà mẹ không cho. Ngủ lên kỳ lắm sao? Vậy chứ nào. Dạ hôm nay ngủ Linh Kỳ hơi mập. Sao chàng cứ nói mập kỳ vậy? Ngủ Linh Kỳ phép báo tiên gia. Chỉ có ngủ Linh Kỳ mới phá xong bủ tán. Thần nữ. Dạ. Ta hỏi nhà phi. Dạ. Nếu nó phóng xả tội đồ ẩn luôn, nàng nghĩ thế nào? Dạ mẹ thâu nhận Ngũ Linh Kỳ, mẹ tha tội cho Tiết Lan. Dạ con nguyện tận phá địch, bảo quân an toàn, phủ phụ. Phát! Bà ôm lẹ quá. Bằng cái ngược lại, ta thâu nhận Ngũ Linh Kỳ, bà không phóng xả tội đồ ẩn luôn, nàng nghĩ thế nào? Sao? Thâu báo giật trạm ưng luôn à? Được, trên xóa gia hiệp lượng chẳng tha, dưới tự nguyện viên môn loạn tình. À. Dạ có đâu giấu gì, con thấy con nhỏ Hồng Lè này nó quậy viên môn nên con muốn đánh nó. Đánh bằng cái gì? Dạ đánh bằng cái ghế mẹ. Lại xuống. Dạ con mời mẹ. Đây. Dạ. Sao mẹ đánh con? Trứng mà bà đã khôn hơn vậy. Mẹ cưng con nhất làng mà. Thương. Con đứng lên nhé. Trời thân với sợ con đứng lên. Trời ơi. Trai đánh trai Nam Giang, gái đánh gái đóng sàn, mẹ bằng lòng đứng tác trụ hôn cho hai con trẻ dày duyên cầm sắc. Dạ đội ơn linh mẹ. Ủa mẹ ơi, vậy là mẹ chịu nãy giờ hả mẹ? Mẹ chịu nãy giờ mẹ không nói gì hết trơn, làm cho con hết hồn mà. Này. Dạ.
Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn. Trời ơi, người ta muốn yêu đương nhau tí cũng cho nữa. Giờ cảm ơn rồi, phải đi vô thôi. Em cảm ơn Hoàng Nam Khoa và Bảo Ngọc. Còn tiếp mục kế tiếp còn vô cùng hấp dẫn đó bà con.